Ngôi sao nhạc đồng quê Rosanne Cash hát về nhiều nơi của Mỹ mà du khách tiềm năng chưa nhìn thấy trong phim ảnh và không biết được qua âm nhạc phổ thông. Đoạn quảng cáo này nằm trong khuôn khổ của vận động du lịch của ngành công nghiệp này và của chính phủ để gợi hứng nơi du khách tiềm năng và thu hút họ tới nước Mỹ. Ông Chris Thompson là giám đốc của công ty Brand USA. Có biết bao nhiêu điều khác về nước Mỹ mà ngay lúc này họ chưa hề biết tới. Và nếu họ muốn biết, thì chúng tôi có thể thực hiện theo cách mà chỉ có nước Mỹ mới làm được. Nỗ lực quảng cáo trên truyền hình và trên mạng có vai trò quan trọng bởi vì ngành công nghiệp này trực tiếp hỗ trợ cho gần 8 triệu việc làm ở Mỹ và tác động đến hàng triệu người khác. Cuộc vận động quảng bá nhiều thành phố, trong đó có New York. Ở đầu kia của nước Mỹ, đoạn quảng cáo bằng tiếng Hoa quảng bá vẻ đẹp, văn hóa và thú mua sắm của San Francisco. Du khách Trung Quốc chi gần 6.000 đô la cho một chuyến thăm nước Mỹ, cao hơn so với những nước khác. Đó là nhờ tăng trưởng kinh tế liên tục của Trung Quốc, đồng tiền mạnh và sự giàu có đang gia tăng, theo lời chủ tịch công ty Land Tours Daniel Chen. Mua sắm gần như là điều bắt buộc đối với người Trung Quốc. Người Trung Quốc, khi một người trong gia đình đi ra nước ngoài, họ luôn mang một thứ gì về. Lúc về nước, họ tặng cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ông Chen nói, một thỏa thuận giữa Trung Quốc và Mỹ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người Trung Quốc đến Mỹ. Và ông nói, ông ít nghe than phiền hơn về thị thực hay xếp hàng dài ở phi trường. Đây là những điều từng khiến du khách chán nản. Và những du khách này ở thủ đô Washington có được cái nhìn chính xác hơn về nước Mỹ. Không phải thành phố nào cũng giống như trong phim Hollywood hay miền Tây hoang dã, nơi mọi người mang súng và bắn bừa bãi ngoài đường. Các giới chức du lịch đang quay một bộ phim chất lượng cao IMAX đặc biệt về các công viên quốc gia của nước Mỹ. Họ hy vọng sẽ làm xong kịp để kỷ niệm 100 năm những nơi được bảo tồn này vào tháng 8 năm 2016.